Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Từ khi thức dậy cho tới khi lên giường ngủ, là một thiền sinh thì chúng ta phải luôn nhớ nhìn lại và quan sát chính mình, thay vì chúng ta cứ nhìn ra và đuổi theo những đối tượng ở bên ngoài. Có thể nhìn lại và quan sát các động thái cử chỉ trong suốt tiến trình đi đứng nằm ngồi. Có thể nhìn lại và quan sát từng dòng cảm thọ, tức là những cảm giác dễ chịu, không dễ chịu hay là trung tính. Trung tính tức là không khổ cũng không lạc, không dễ chịu cũng không khó chịu. Nó là một cái thứ không có cảm giác trơ trơ. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên nhìn lại và quan sát tâm của mình. Những hiện tượng tâm lý nó không ngừng chi phối đến phẩm chất đời sống của chúng ta, như là lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, buồn rầu, chán nản hay là bực tức, nghi ngờ, phê phán, vân vân, hoặc là nhớ nhung, luyến ái, thèm khát, hay là chấp nhận, tha thứ, yêu thương. Nói chung là cái gì nó xảy ra ở trong ta thì ta cần phải nên biết và hiểu. Bất cứ lúc nào khi mà ta phát hiện ra mình vừa mới thất niệm, tức là không có chánh niệm, thì chúng ta phải kiểm tra lại trạng thái tâm của mình tại thời điểm đó như thế nào. Hãy cố gắng cảm nhận tâm của mình nó đang trong tình trạng như thế nào, có thư giãn thoải mái hay không. Nó có rơi vào một trong hai nhóm tâm lý căn bản, đó là yêu thích và chống cự hay không. Tâm ta có bình yên không? Có bị cảm xúc đang khống chế không? Và hãy nên nhớ là chúng ta chỉ ghi nhận một cách trung thực, khách quan những gì mà chánh niệm đã phát hiện được, mà chúng ta không có bỏ thêm vào cái thái độ yêu thích bám víu hay là chán ghét loại trừ. Thấy sao để vậy là cái nguyên tắc rất căn bản của thiền tập. Chúng ta thường nói tu tập tức là chuyển hóa, nhưng mà chuyển hóa là gì? Chúng ta hay có thói quen dùng cái ý chí để đè nén hay là đàn áp những cái năng lượng tiêu cực, những thói hư tật xấu, những phiền não của mình. Thấy được mặt mũi của phiền não, không để cho nó khống chế, rồi đưa ra lời nói và hành động, thì tất nhiên đó là một cái bước thực tập đã thành công lắm rồi. Tuy nhiên, làm gì với phiền não, đối phó với phiền não ra sao là một công việc quan trọng gấp trăm lần. Tại vì nếu dùng sai á thì nó sẽ không mang lại một kết quả nào cả. Tôi xin nhắc một lần nữa, và điều này chắc là phải cần nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là công việc duy nhất của chúng ta, những người tu thiền, tu theo dòng thiền Vipassana, tứ niệm xứ hay là dòng thiền hiểu biết, đều phải thực hành như Đức Phật và các vị thánh tăng đã từng làm, đó là chỉ phát triển xây dựng chánh niệm mà thôi. Phát triển cái khả năng quan sát mạnh mẽ và tin tưởng chính bản thân ta bằng một cái thái độ đúng đắn, đó là không thành kiến hay là không áp đặt. Cái này chúng ta đã từng gọi đó là nhận diện đơn thuần, mere recognition.
chánh niệm tự nó sẽ chiếu soi lên phiền não, lên hiện tượng tâm lý, rồi chính đối tượng đó sẽ không phát hiện được nữa, sẽ héo hon, tàn tạ và từ từ tan biến. Nhiều lần như vậy, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như vậy, thì những cái phiền não từ nhỏ cho đến những phiền não thâm căn cố đế gì gì đi chăng nữa cũng sẽ không còn cơ hội trở lại và điều khiển chúng ta. Cái đó chúng ta gọi là đoạn trừ phiền não, nhưng mà thực chất là không có đoạn trừ cái gì cả, bởi vì phiền não vốn không có thật, thì lấy cái gì để đoạn trừ? Phiền não chỉ là một hiện tượng nhất thời, một hiện tượng tâm lý nhất thời, nhưng vì chúng ta dung dưỡng nó quá lâu cho nên nó trở nên mặc định, nó hình thành nên một cái kiểu tính nết ở trong ta. Cái khó của công phu thiền tập là làm sao để có chánh niệm thật nhiều trong ngày, làm sao để duy trì nó được lâu bền, làm sao để mỗi khi mình nhìn vào phiền não là không bị phiền não lôi kéo đi và đồng nhất với nó, làm sao để khi nhìn vào phiền não mà ta không cộng thêm bất cứ một cái phản ứng nào. Rất là khó, cái này phải tính bằng thời gian thôi. Cứ theo thời gian, tự nhiên rồi chúng ta sẽ có được cái thói quen hay là cái kỹ năng đó. Nó đến một cách rất là bất ngờ và nó xứng đáng cho cái quá trình kiên trì đối chọi với những cái thói quen cũ. Và đó chính là công trình chuyển hóa. Chuyển hóa là nuôi dưỡng chánh niệm, nuôi dưỡng sự tỉnh thức trọn vẹn. Thì bóng tối của phiền não sẽ rút lui, không thể hình thành và phát triển được. Chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, sau khi quan sát tâm của mình một chập rồi, thì ta cũng nên trở về quan sát trở lại những cái cảm giác nào rõ nhất trên bất cứ bộ phận nào của cơ thể, như là trên hai cánh tay, trên các ngón tay, trên gương mặt, nụ cười, bước chân, sự phồng xẹp của cơ bụng và đặc biệt nhất là hơi thở. Hơi thở luôn được xem là đề mục chính, tức là cái đối tượng chính để tâm quan sát, để phát triển sự chú tâm và quan sát, tức là định và niệm. Mỗi khi chúng ta phân vân không biết nên đặt tâm mình vào cái chỗ nào, sở dĩ chúng ta quay về thân sau khi chúng ta quan sát tâm là để cho cái tâm quan sát của chúng ta nó bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi sau khi nó tham quan và khám phá những cái vùng sâu kín ở trong tâm. Tại vì nhiều khi chúng ta chưa có đủ thiện xảo, chưa đủ khéo léo và tinh tế để mà quan sát, thì chúng ta sẽ dễ rơi vào tình trạng thiếu thư giãn, thiếu nhẹ nhàng và tiêu tán rất nhiều năng lượng. Quay về với thân, nó sẽ giúp chúng ta quan sát dễ hơn, cụ thể hơn, thư giãn hơn và rõ ràng hơn. Nói chung là bằng cách nào đó, quan sát bất cứ đối tượng nào đó ở trong ta và kể cả ở ngoài ta mà có thể đưa tâm ta trở về với thực tại, duy trì được cái tâm luôn nhận biết là chúng ta đang thực tập đúng cách, đang hành thiền. Nói đúng hơn là chúng ta đang sống, đang vận hành một cách rất tự nhiên, đúng với sự vận hành của một chỉnh thể con người liên kết với sự vận hành của trời đất, của vũ trụ. Và đó là một cái thế rất là an nhiên tự tại. Khi ngồi thiền, thân và tâm của chúng ta phải thật sự thoải mái. Ta phải luôn kiểm tra xem là mình có thư giãn hay không. Nếu thấy bị căng thẳng, thì trước hết chúng ta phải
thả lỏng toàn thân, từ các cơ bắp trên gương mặt cho đến đôi bờ vai, hai cánh tay, rồi các bắp tay, các ngón tay, rồi hai bắp chân, các ngón chân. Sau đó chúng ta kiểm tra lại cái thái độ hành thiền của mình có đúng đắn hay không. Nếu trong tâm của chúng ta bây giờ có cái sự chống cự, thì chúng ta hãy cảm nhận cái sự chống cự và quan sát nó một chút. Và hãy nhớ là giữ gìn cái tâm cho nó thật là đơn giản và chỉ đơn thuần quan sát những gì đó đang diễn ra, giống như là chúng ta đang xem một cái cuốn phim. Chỉ cần chúng ta ngả người ra phía sau ghế và thong thả xem nội dung của cuốn phim, nó từ từ nó mở ra, đừng có bỏ sót một chi tiết nào cả. Mà nếu có bỏ sót thì cũng không sao, hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Cái điều quan trọng là phải thư giãn, an trú và nhận biết. Trong khi hành thiền, tâm chúng ta an trú trên một cái cảm giác cụ thể nào đó hay là trên cái sự di chuyển của thân thì đều được cả. Nhưng mà phải nhớ là không nhất thiết phải tập trung liên tục trên một cái đề mục cố định. Đề mục tức là đối tượng quan sát. Mà thật ra là điều này chúng ta cần nên tránh, nếu như nó làm cho chúng ta bị căng thẳng. Tức là không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ chú tâm vào hơi thở hay là quan sát những cái hiện tượng tâm lý. Nếu chúng ta chọn hơi thở và tâm làm đề mục chính, thỉnh thoảng chúng ta phải nên chú ý đến toàn thân, quan sát một cách tổng quát thôi, thay vì cứ đi vào những chi tiết. Tất nhiên là càng quan sát chi tiết thì chánh niệm sẽ càng mạnh. Nhưng mà như đã nói, chánh niệm khi chưa đủ khéo, chưa đủ tinh xảo thì cái cách đó nó sẽ làm cho chúng ta căng thẳng và mệt mỏi, và phẩm chất của hành thiền nó sẽ bị sa sút. Chỉ cần tâm luôn nhận biết thì nhận biết cái gì, chung chung hay là chi tiết đều được cả. Xin các vị nhớ cho cái ý này. Một điều quan trọng cần phải nhắc nhở nữa đó là vấn đề phóng tâm. Tức là tâm của ta nó rời bỏ hiện tại, nó phóng đi về tương lai hoặc là quá khứ. Phóng tâm không quan trọng. Nhận ra sự phóng tâm với thái độ đúng đắn mới quan trọng. Tôi xin nhắc lại, phóng tâm không quan trọng. Nhận ra sự phóng tâm với một thái độ đúng đắn mới quan trọng. Tức là phóng tâm không là vấn đề. Thái độ bực bội cho rằng không nên phóng tâm mới là vấn đề. Mỗi khi phát hiện ra mình vừa mới phóng tâm thì cái điều đầu tiên là chúng ta nên nở một nụ cười. Để làm gì? Để ghi nhận mình vừa mới phóng tâm. Nụ cười vừa giúp cho chúng ta không dễ bực tức hay là trách móc bản thân, vừa giúp cho chúng ta ghi nhận một cách sâu sắc hơn về cái tình trạng vừa rồi của chính tâm mình. Khi nhận ra mình phóng tâm, chúng ta đừng có vội vàng trở về với cái đề mục chính. Tức là thông thường chúng ta hay chọn hơi thở làm đề mục chính trong khi ngồi thiền. Mà hãy nên tự hỏi, từ hồi nãy tới giờ mình suy nghĩ về cái chuyện gì? Mình nghĩ về ai? Tức là chúng ta tạm đặt ra một cái tên, một cái chủ đề cho cái câu chuyện vừa rồi. Có thể chúng ta đang nghĩ về công việc ngày mai ở công sở, hay là chúng ta đang buồn, đang giận vì một câu nói không dễ thương của ai đó vào ngày hôm qua. Hoặc là ta có thể xác nhận mình đã phóng tâm từ cái lúc nào, từ khi nghe tiếng chó sủa, từ khi nghe cái tiếng mở cửa, từ khi mình bắt đầu bị tê chân. Hay là chúng ta có thể đoán chừng thời gian phóng tâm, giả dụ như là 2 phút
hay là 3 phút chẳng hạn. Nhớ là chúng ta chỉ đoán chừng thôi, chứ không cần phải chính xác. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có mặt sâu hơn trong giờ phút của hiện tại, để chúng ta không bị những cái tư tưởng khác nó ập tới và kéo đi một cách dễ dàng. Và nó còn giúp cho chúng ta nhìn thấy rất rõ những gì đã thể hiện trong tâm ta mà chúng ta đã không đứng qua một bên để mà quan sát. Trái lại, chúng ta đã bị nó kéo đi cả buổi mà chúng ta không hay biết. Nhớ là chỉ cần một chút ít thời gian thôi để mà nhìn lại, chứ đừng có sa đà trong cái chuyện truy tìm để rồi chúng ta lại rời bỏ hiện tại. Chúng ta cần phải trở về với đề mục chính, đó là hơi thở. Sẵn đây thì tôi cũng xin nhắc quý vị nên thực tập thêm nụ cười, thiền cười. Cười bằng nụ cười hàm tiếu, tức là cười mỉm, cười trong sự tỉnh thức. Chúng ta thường chỉ cười khi mà chúng thấy có cái chuyện gì đó nó làm cho mình tức cười. Nhưng mà mình cười như vậy mình thường không có để ý tới mình cười, mình chỉ để ý tới câu chuyện hay là đối tượng thôi. Cười bằng cảm xúc, cười trong cái tình trạng mất tự chủ. Trong khi chúng ta có thể cười vì chúng ta nhận ra là mình đang còn sống, còn thở, còn gặp lại người thương, còn có cơ hội làm thêm nhiều điều tốt, còn cơ duyên để mà xây dựng niềm tin yêu cho nhau, để bù đắp cho những lầm lỡ vụng về trong quá khứ. Cười là để ăn mừng sự sống. Cười là sự xác nhận rằng ta vẫn còn đây, và ta biết rằng cuộc sống và tất cả những người thương yêu của chúng ta vẫn còn đó. Cười là để xác nhận rằng ta đang có mặt đích thực trong giờ phút của hiện tại, ngay tại thời điểm này, ngay tại nơi đây. Chúng ta không còn rong ruổi nắm bắt những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái cảm giác hạnh phúc hơn ở trong tương lai hay là ở trong quá khứ. Nụ cười thiền, tức là vi tiếu, là biểu lộ sự an trú thật sự, không bị phiền não khống chế hay là kéo đi. Và cười là một cái hình thức xoa bóp tự nhiên. Nó có thể làm thư giãn trên 300 bắp thịt trên gương mặt, và nó sẽ giúp cho chúng ta được trẻ lâu hơn, tức là trẻ hóa. Và có thể nói là mỗi lần cười là mỗi lần trẻ hơn, còn mỗi lần nhăn nhó là mỗi lần già thêm. Vậy mà còn không chịu cười nữa. Nụ cười nó còn giúp cho thần kinh được thư giãn, êm dịu, làm tan biến những muộn phiền, lo âu và mệt mỏi. Người Tây phương có câu ngạn ngữ là đừng đợi vui mới cười, mà hãy cười cho vui. Và biết được cái giá trị của nụ cười như vậy thì chúng ta hãy dùng hết tài năng của mình ra để mà bằng cách nào đó giúp cho mình luôn luôn nhớ để mà cười. Chúng ta có thể viết cái chữ cười bằng thư pháp cho đẹp, rồi chúng ta treo ngay trên đầu giường hay là ở trước bàn làm việc hay là bất cứ nơi nào mà mình thường dán mắt tới đó. Mỗi khi mình nhìn thấy cái chữ cười là mình có thể ngã người vào ghế, thở vài hơi và cười, hay là cười ngay lập tức. Có thể kết hợp hơi thở với nụ cười. Thở vào, mỉm cười và biết hơi thở vào. Thở ra, mỉm cười và biết hơi thở ra.
có phải dễ chịu không? Và ta cũng có thể tự quy ước, mỗi khi chúng ta nghe một cái tiếng động nào đó thì chúng ta nở một nụ cười. Thí dụ như là nghe tiếng chim hót, nghe tiếng mở cửa, tiếng điện thoại reo, tiếng ai đó gọi ơi ới, hay là tiếng em bé khóc, tiếng còi hụ, tiếng đồng hồ, tiếng chuông nhà thờ chẳng hạn, là chúng ta có thể nở nụ cười liền. Nhưng mà phải nhớ là cười một cách có ý thức, tức là ý thức mình đang cười, cảm nhận được các bắp thịt trên gương mặt đang giãn ra, gương mặt của mình nó cũng đang mềm ra, và ghi nhận rất rõ những cái âm thanh mà mình vừa mới nghe. Và chỉ chừng ấy thôi, nó cũng đã giúp cho thân và tâm của chúng ta an tịnh rất nhiều, giúp cho ta bớt căng thẳng và không còn bị vọng tưởng kéo đi. Đó là một công phu, không phải dễ gì mà làm được đâu. Nó đưa chúng ta trở về với thực tại, với sự sống, với đất trời và với mọi người. Ta cười với đất trời, với mọi người, thì đất trời và mọi người sẽ cười với ta. Nụ cười sẽ đem chúng ta lại gần nhau hơn, thân mật hơn. Và có lẽ đã từ lâu rồi, chúng ta đã quên đi cái thói quen cười, quên đi một cách tự làm cho mình thư giãn và yên lắng. Chúng ta cứ căng cái mặt lên để mà căng cái mặt hình sự đó, để mà ra uy, ra oai, để mà giải quyết vấn đề, hay là cố làm cho xong chuyện. Mà biết bao giờ mới hết việc, biết bao giờ mới giải quyết cho xong hết mọi vấn đề. Hãy dừng lại đi, thư giãn và mỉm cười đi. Nothing to be done, không có gì phải hoàn tất cả. Làm là một sự sống, phải sống trong khi làm vừa sống, vừa thư giãn, thì đó mới là thái độ sống đúng đắn. Ta có thể thực tập nở nụ cười khi ngồi trên xe bus, khi xếp hàng chờ trong bưu điện hay là ngân hàng, khi trao đổi chuyện với khách hàng hay là với những người thân trong gia đình, khi nhìn một đóa hoa đào nở, khi cảm nhận một làn gió nó ùa vào cơ thể mình, ùa vào mặt mình. Và kể cả khi chúng ta nhận ra mình vừa mới thất niệm, vừa mới liên tưởng, vừa mới suy nghĩ những cái điều gì đó nó rất là dại dột, rất là xấu xa, thì mình vẫn có thể nở một nụ cười để mà ghi nhận một cách sâu sắc hơn về cái tình trạng đó. Nó đang xảy ra, nó đã xảy ra. Và chúng ta nếu thực tập thuần thục như vậy, thì đến khi bị người khác chê bai, mắng nhiếc, chửi rủa hay là vu khống, thậm chí khi mà cơn giận nó sắp trào lên, thì chúng ta vẫn có thể bình tĩnh và mỉm cười. Nó như là một cái thứ phản xạ tự nhiên, một thói quen. Nhưng phải nhớ là khi cười, chúng ta phải ý thức là mình đang cười, phải thưởng thức nó, chứ đừng để nó biến thành một cái thói quen vô thức. Cười mà không biết mình đang cười thì kể ra cũng hơi kỳ, hơi đáng sợ ha. Nhà văn Viktor Frankl đã từng phát biểu là người nào có khả năng cười trong mọi hoàn cảnh thì người đó biết được kỹ thuật căn bản của nghệ thuật sống. Cho nên các vị phải cười lên nhiều ha. Khi ngồi thiền thì chúng ta cũng thường nghe có rất nhiều tiếng nói, có khi là thủ thỉ, có khi là ồn ào, và có khi nó cũng gầm rú rất là kinh hoàng. Thì đó có thể là những cái âm thanh
mà chúng ta đã tiếp thu từ bên ngoài trong thời gian gần đây, như là những cái câu chuyện đời thường giữa ta và những người khác, hay là giữa những người khác với nhau, hay là từ phim ảnh. Và những cái âm thanh đó cũng có thể đến từ trong trong tiềm thức, trong tàng thức, là cũng do ta tích tụ từ rất lâu trong quá khứ. Và bây giờ vì một cái duyên gì đó nó tác động từ bên ngoài khiến cho nó trào lên. Nhưng mà cũng có trường hợp những cái tiếng nói thầm thì, những cái tiếng rủ rê khiêu khích, hay là nó thúc giục chúng ta nên làm một cái điều gì đó, nó đến từ một cái cảm xúc ở trong ta. Khi chúng ta bị một cái gì đó từ bên ngoài kích động vào các giác quan á, một câu nói hay là một hành động, một màu sắc hay là một âm thanh, một tình huống hay là một câu chuyện, thì nếu chúng ta không biết cách phòng ngự sáu căn để cho nó tự nhiên đi vào, thì nó sẽ kích hoạt vào những cái hạt giống nó có sẵn ở trong tâm ta mà nó mà thích hợp với nó. Thí dụ như đó là cái hạt giống giận, thì cơn giận sẽ đi lên. Thực ra trước khi cái yếu tố kia nó kích hoạt được cái cơn giận thì nó tác động vào cái nhận thức của chúng ta trước. Nhận thức của ta sẽ phân loại cái này nó có lợi hay là bất lợi cho bản ngã. Cái này nên chấp nhận hay là nên chống trả. Cái này nó đem tới cái lạc thọ hay là cái khổ thọ, tức là cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Trở lại cái thí dụ về cơn giận, không phải mới nghe người kia họ nói sốc óc với mình là mình tức giận liền đâu, mà phải trải qua một cái quá trình phân giải của ý thức, phân biệt như đã nói, rồi bản ngã mới cử một cái ứng cử viên nào sáng giá nhất để đứng ra bảo vệ cho bản ngã. Và cơn giận thường là cái sự chọn lựa hàng đầu. Cơn giận sở dĩ được chọn là vì cơn giận đã được chọn khá nhiều lần và đã làm rất tốt cho bản ngã nhiều lần, đã giành được chiến thắng cho bản ngã nhiều lần. Hay là vì không có sự chọn lựa nào tốt hơn để khiến bên kia dừng lại, không có tiếp tục tấn công mình nữa. Và cái quá trình phân giải này nó diễn ra cực nhanh, nhanh đến nỗi chúng ta không biết là có tiến trình đó nó xảy ra. Cái quá trình phân giải này có liên quan mật thiết đến cái thái độ sống, đến đạo đức, đến công phu tu tập của chúng ta. Với một người tu thiền, họ cũng còn tức giận, nhưng mà cái tức giận của họ nó ít hơn trước đây. Ít hơn là vì cái ý thức phân giải khi nó diễn ra thì lý trí can dự vào, bảo rằng đây không phải là một cái hành động tấn công, mà đây chỉ là một cái hiểu lầm, hay là do chúng ta chưa có phòng hộ tốt sáu căn của mình. Chỉ vì chúng ta chưa có đủ vững hay là chưa có đủ bao dung độ lượng đó thôi. Một thiền sinh mới tu tập vẫn còn giận, nhưng mà giận ít hơn trước đây hay là ít hơn người không tu tập, cũng có thể vì cơn giận nó mới vừa nổi lên thì thiền sinh đã phát hiện kịp thời, quay về chăm sóc thay vì đuổi theo đối tượng kia để mà trả đũa hay là trừng phạt. Cho nên cơn giận không thể bộc lộ ra lời nói và hành động. Nhưng mà cũng có trường hợp những cái tiếng nói thầm thì đó nó đến từ bên trong, hoàn toàn không do bất cứ tác nhân nào ở bên ngoài cả. Thí dụ như là tiếng nói của dục vọng. Dục vọng là năng lượng rất là tự nhiên của hợp thể con người. Hễ là con người là phải có cái năng lượng đó. Năng lượng tình dục dù không bị kích hoạt bởi những hình ảnh hay là âm thanh ở bên ngoài thì nó cũng tự động gõ cửa mà thôi. Nó có khi là vị khách không mời mà đến. Vị khách đó
cứ gõ cửa, gõ mỗi ngày mấy lần hay là mỗi tuần mấy lần gì đó, cứ năn nặc đòi vào nhà. Mà nếu chúng ta đã từng nghe, từng thấy, từng chứng kiến những cái hình ảnh và những cái âm thanh nó phát ra từ những người thực hiện tình dục, thì bây giờ cái tiếng gõ cửa ấy nó sẽ là cái tiếng gõ cửa mạnh kinh khủng. Đầu óc chúng ta bây giờ tràn đầy hình ảnh và âm thanh như là một cái cuốn phim. Một cảm giác dễ chịu lại trào lên trong cái trí tưởng tượng. Mà nếu không mở cửa thì nó bức bách quá, thì nó khó chịu quá. Tại sao lại không mở cửa? Một chút hưởng thụ thì có gì sai trái đâu. Khi mà mọi con đường trong cuộc sống nó đã tạo ra quá nhiều căng thẳng và sự mệt mỏi hay là phiền muộn, thì ta có khuynh hướng cố đeo bám vào một cái gì đó mà cái đó có thể đem lại sự lãng quên bản thân một cách trọn vẹn. Và tình dục vì vậy đã trở thành con đường đào thoát tuyệt hảo. Đào thoát tức là chạy trốn đó. Chạy trốn những cái khó khăn của hoàn cảnh đưa tới. Và ta đã định nghĩa đó là một cái thứ hạnh phúc. Tại vì ta có quyền cho cái gì là hạnh phúc khi ở nơi đó chúng ta được hưởng thụ một cách trọn vẹn, một cách thật sự. Có phải vậy hay không? Tại sao chúng ta phải gồng mình lên để đi theo những cái kiểu đạo đức khô cứng, những chân lý xa vời, những quy định hà khắc với cái bản năng của chúng ta? Bản năng tức là instinct. Nhưng mà đeo bám vào tình dục chẳng mấy chốc thì nó cũng xiềng xích và nó vắt kiệt sinh lực của ta. Rồi ta lại muốn thoát khỏi nó, muốn được tự do. Tại sao? Tại vì chúng ta là một con người. Phải chi con người đừng có ghen tuông, đừng có hờn tủi, đừng tổn thương, đừng cô đơn lạc lõng. Hay là con người không cần những cái trạng thái như là tĩnh lặng, bình yên, chia sớt, nâng đỡ, thì tình dục không còn là vấn đề khó khăn và phức tạp nữa. Chúng ta cứ sống thoải mái theo bản năng, cứ thích gì làm nấy, chẳng cần phải chịu trách nhiệm với ai, hay là bận lòng cho ngày mai thì nó có phải tuyệt quá không? Nhưng mà vì chúng ta là con người và tình dục không những không lấp đầy mà còn khoét sâu vào những cái nhu yếu của con người, và rồi tình dục nó đẩy chúng ta vào cái sự chênh vênh của mâu thuẫn trong đời sống, đó là vừa muốn củng cố cái tôi mà vừa muốn phá vỡ cái tôi. Tại vì bản chất của con người của chúng ta là thích người khác kính trọng hay là ít nhất được tôn trọng. Nhưng mà cái điều nghịch lý là chúng ta lại cũng đam mê tình dục. Mà trong khi biểu lộ sự thèm khát hay là sự quỳ lạy người kia để mà được thỏa mãn, thì cái sự coi thường nó sẽ xảy ra. Như là cụ Nguyễn Du đã từng cảnh báo trong truyện Kiều, đó là trong khi chắp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã giành một bên. Ý là hai bên đã tự nguyện đến với nhau đó, cùng chắp cánh liền cành. Mà khi thỏa mãn xong rồi thì trong lòng mỗi người một cách rất là tự nhiên của bản ngã, nó lại sinh ra một cái ý niệm coi thường lẫn nhau, coi thường cái sự dễ dãi và cái sự thèm khát vô độ. Dù mình không nghĩ là mình đang coi thường người kia, nhưng mà cái niềm kính trọng, cái sự ngưỡng mộ nó bị xói mòn. Cho nên sau đó mình nhìn trừng trừng vào mặt người kia mà họ không sợ, mình hét vào mặt họ cũng chẳng hề hấn gì, họ còn cười trừ nữa. Tại vì ở trong tâm họ, cái hình ảnh quỳ lạy vì dục vọng của chúng ta nó vẫn còn nguyên vẹn đó, không có xóa hay là không có thể lấn át được. Cho nên dục vọng nó đưa chúng ta đến một cái tình trạng rất là khó xử. Có lúc chúng ta muốn chứng tỏ quyền lực, muốn củng cố cái tôi. Có lúc chúng ta muốn quên hết tất cả
phá bỏ cái tôi. Thực ra bản thân của tình dục nó không là vấn đề. Đó là nhu cầu rất là tự nhiên của sinh lý và tâm lý của con người. Thế nhưng cũng giống như là cái việc ăn uống, nếu chúng ta cứ nghĩ về nó suốt ngày, nhìn đâu cũng thấy nó, thì tất nhiên nó sẽ trở thành vấn đề. Và chẳng biết từ bao giờ, tình dục đã trở thành nguyên nhân cội rễ của vô số sự hỗn loạn trong đời sống của cá nhân và lứa đôi. So với rượu, thuốc lá và ma túy, thì tình dục là hành động kích thích vào não mạnh nhất. Nó khiến cho não tiết ra cái chất endorphin và acetylcholine, giúp chúng ta giảm đau và rất là thoải mái. Thì đây là chiếc bẫy ngọt ngào và tinh nhạy mà những đôi chân yếu mềm vội vàng hấp tấp, đánh mất sự liên kết hài hòa với gia đình, với cuộc sống sẽ rất là khó tránh khỏi. Mỗi lúc căng thẳng và phiền muộn, thay vì chúng ta cố gắng giải quyết thì chúng ta lại nghĩ ngay tới cái loại thuốc an thần đó như là một cái phản xạ bắt buộc, không dùng là không chịu nổi. Và dù chúng ta tự bào chế thuốc hay là có cái đối tác để mà tiếp ứng, mà nếu chúng ta mượn tình dục chỉ để xoa dịu tinh thần và lẩn trốn thực tại, thì thế nào chúng ta cũng sẽ lún sâu vào bãi lầy nghiện ngập. Tôi cũng xin xác nhận lại một lần nữa, ở đây có rất nhiều bạn trẻ, tình dục không phải là nhơ nhớp và cũng không phải là thanh khiết, cho nên chúng ta không cần phải xấu hổ hay là tránh né. Tình dục cũng cũng không cần phải là một cái thứ để mà chúng ta tự hào hay là ca tụng. Tình dục nó có vị trí của riêng nó. Chúng ta không thể dùng những cái chuẩn mực của lý trí để mà gán ép nó là xấu xa hay là tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu chúng ta không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để mà sử dụng nó, thì nó sẽ quay lại hủy diệt sức khỏe, trí tuệ và lý tưởng của chúng ta. Và nó có thể trở thành một cái hiểm họa khôn lường cho kẻ khác mà chính ta cũng không thể ngờ tới. Và tình yêu nếu chỉ nghiêng về phía tính dục, chú trọng việc thỏa mãn cảm xúc, trao thân hơn là những cái yếu tố như tình nghĩa, thì điều đó nó cũng giống như là một cái cuộc rượt đuổi nhau trên một cái ngọn đèo ngoạn mục, rất là phiêu lưu và rất là mạo hiểm. Vì vậy cho nên cái thái độ và cách thể hiện tình dục mới là vấn đề, một vấn đề rất lớn, rất là hệ trọng. Chắc là chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng kinh tế phát triển đã làm cho con người sống vội vàng và thực dụng hơn. Và đây là cái nguyên nhân chính khiến cho con người trở nên bế tắc và cô đơn hơn. Còn nhớ ngày trước, cách đây chừng vài chục năm thôi, 30 40 năm gì đó, khi mà yêu thích một người nào đó, có khi chúng ta phải đạp xe đạp hàng chục cây số để mà trao một cái lá thư hay là chỉ để lén nhìn thôi. Còn bây giờ chỉ cần nhấc điện thoại lên hay là lên mạng là có thể mặt đối mặt dễ dàng và nói hết mọi điều tất tần tật chỉ trong vài phút thôi. Cái nào nó tiện hơn? Tất nhiên là kiểu bây giờ nó tiện hơn. Nhưng mà giữa một cái bức thư tay với chỉ mấy dòng chữ và những cái buổi chit chat ngẫu hứng hàng giờ ở trên mạng, thì cái nào nó động lại trong ta nhiều hơn và khiến chúng ta nhớ mãi? Và ngày trước, nếu mình muốn nắm tay cái người mà mình yêu thích á, thì phải sau vài năm quen biết, rồi phải chọn một cái ngày đẹp trời, một cái nơi thơ mộng, rồi chúng ta mới ngỏ ý, chứ không phải muốn nắm là nắm đâu. Có thể nắm là ăn cái tát tay.
Còn bây giờ chỉ cần là thích nhau là có thể kéo nhau vào mọi góc tối, hay là sẵn sàng dọn đến ở chung với nhau. Cái nào lợi hơn? Tất nhiên là kiểu bây giờ lợi hơn, lợi rất nhiều, phải không? Nhưng mà giữa một cái nắm tay sau bao nhiêu ngày chờ đợi và những cái lần trao thân dễ dãi, thì cái nào làm cho chúng ta trân quý và cố gắng hơn? Chúng ta thực dụng lắm, chúng ta chỉ biết làm sao cho nó tiện lợi, vừa đỡ tốn công sức và vừa nhanh. Nhưng mà chúng ta lại quên rằng có những thứ phải được đánh đổi bằng thời gian, bằng lòng kiên nhẫn. Và tình yêu là một điển hình. Chúng ta thích nhau, yêu nhau, sống với nhau và chia tay nhau, nó cũng vội vàng như là chúng ta nhắn tin cho nhau vậy. Không có một kỹ năng kiểm soát và kiềm chế. Muốn là làm. Cái gì nó thúc đẩy ta bạo liệt vậy? Cảm xúc. Cảm xúc thì thời nào mà chẳng có. Nhưng mà nó chỉ khác là cái lối sống phóng khoáng và tự do của thời nay đó, nó đã nâng cái cảm xúc của con người luôn ở cái mức quay cuồng và mạnh bạo như là một cơn bão vậy. Mà nên nhớ, cảm xúc trong tình yêu á, thường chịu sự chi phối rất lớn của tình dục. Ai mà không phẫn nộ, đau nhói lòng khi thấy nhan nhản mỗi ngày trên báo đài những cái vụ cưỡng hiếp ngày càng điên cuồng và man rợ. Đối tượng bị cưỡng hiếp không chỉ là phụ nữ và trẻ em, mà còn là người già, người bệnh tật, kể cả những cái xác chết hay là những người thân trong gia đình. Thật là rùng rợn. Thế nhưng dường như mọi người đã không còn cái cảm giác ngượng chín mặt trước những cái kiểu ăn mặc gợi cảm, nó cũng đầy rẫy trên TV hay là ngay trên đường phố, công sở hay là bất cứ nơi nào có đám đông hay là tiệc tùng. Chúng ta còn phấn khích tung hê nó như là một cái thứ tặng phẩm cho không, và trên khắp các mặt báo bằng những cái cụm từ đầy khiêu khích như là sự quyến rũ khó cưỡng, nét gợi cảm thiêu đốt mỗi ánh nhìn, rồi đường cong chết người gì đó. Từ truyện ngắn, truyện dài, phim ảnh, thời trang, tạp chí cho đến các mẫu quảng cáo trong vật dụng gia đình hay là thực phẩm đều có lồng ghép những cái hình ảnh bắt mắt. Nó đánh động sự tò mò và thích thú và đã trở thành một cái thứ không thể thiếu. Tại vì phim hay là truyện mà không có cái chuyện ấy thì không hay. Quảng cáo mà không có những cái chân dài hay là những cái cơ bắp thì nó không có thu hút. Ủa, hai cái vấn đề này nó có liên quan gì với nhau đâu? Có chứ. Gợi cảm là gì? Nó có phải là cái hành động làm trỗi dậy cảm xúc yêu thích của kẻ khác hay không? Mà ham thích cái gì nếu không phải là tình dục? Gợi cảm nó chỉ khác với gợi dục là nó lấp lửng và khéo léo hơn, nhưng mà nó vẫn cùng một nội dung và nó chỉ cách nhau trong một cái cự ly tích tắc. Thử hỏi, nếu mà không có những cái sự tưới tẩm từng chút mỗi ngày như vậy của những cái loại độc tố như vậy, thì làm sao có những kẻ phút chốc đã trở thành tội phạm vì không cưỡng nổi cái năng lượng tình dục nó bị tràn bờ? Mà đó là những kẻ có học hành, có nề nếp, có đạo đức. Chúng ta có muốn tiếp tục phát triển kinh tế nữa hay không? Chúng ta có muốn kêu gào sự cởi mở, tự do nữa hơn không? Và đó có phải là con đường hạnh phúc thật sự, hay là nó chỉ đem tới những cảm giác thỏa mãn nhất thời? Và nếu chúng ta tin rằng cái hạnh phúc lứa đôi chỉ cần tình dục thôi là đủ, thì chúng ta cứ sống theo cái kiểu vội vàng và thực dụng. Tại vì một nền kinh tế phát triển và lối sống phóng khoáng, nó sẽ không cho chúng ta thời gian và năng lực để mà làm chủ bản thân và xây dựng
tình yêu đích thực. Tình yêu nó cần có một hướng đi an toàn và tình dục cần phải được chăm sóc bảo quản cẩn thận. Nó cần một cái sự đánh đổi xứng đáng. Dù biết rằng tình dục là cái nhu cầu không thể tránh khỏi của con người, nhưng mà để không bị sa đà và trượt ngã trong cái năng lực đó, để bảo quản nó một cách an toàn và hợp lý cho việc thăng hoa cảm xúc, thăng hoa hạnh phúc lứa đôi, thì chúng ta cần phải học hỏi và rèn luyện rất nhiều mới được. Trước nay thì hầu hết chúng ta chỉ biết dùng cái ý chí để mà tự kìm hãm sự nổi loạn của nhục dục. Nhưng mà có khi thành công, có khi thất bại. Tại vì năng lực của ý chí nó cũng có lúc mạnh, lúc yếu. Và một điều quan trọng nữa là nếu không có ý thức, không có sự tỉnh táo để phát hiện kịp thời, tức là chánh niệm, thì cái ý chí mạnh mẽ cũng trở nên vô ích khi mà năng lượng tình dục nó đã chính thức dậy sóng. Vì vậy cho nên cách tốt nhất để điều phục bản năng tình dục đó là vừa làm cho ý chí và ý thức luôn lớn mạnh và vừa làm cho năng lượng tình dục được gọn gàng, vừa phải, vừa tầm kiểm soát. Bây giờ phải làm sao đây? Trước tiên là chúng ta phải can đảm tách ly cái môi trường nó có chứa nhiều năng lượng tình dục. Đặc biệt là phải dứt khoát tránh xa Internet và những cái loại điện thoại mà nó có thể lưu trữ phim ảnh. Nếu chúng ta thấy là mình đang dần bị cuốn hút và không thể tự chủ, hay là chúng ta đang bị nghiện, thậm chí là chúng ta phải quyết tâm ngưng xem các chương trình giải trí và ngưng tiếp xúc với những đối tượng nó đang cuốn hút ta một thời gian, để cho tâm ý chúng ta nó thôi phiêu lưu, thôi lang thang mà quay trở về với hiện tại để nghỉ ngơi, để thanh lọc và nạp lại năng lượng. Và bắt buộc phải lập ra một cái thời khóa thể dục và luyện tập thật là đều đặn. Và nếu cần, chúng ta phải tuân thủ theo một cái kỷ luật sắt của một người giám sát tình nguyện nào đó trong cái giai đoạn ban đầu để chúng ta vượt qua được sự dễ dãi và lười biếng. Và nên biết rằng năng lực thể chất nó sẽ nâng dậy năng lực tinh thần. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải thu xếp lại công việc cá nhân sao cho nó thật gọn gàng và ngăn nắp, dành nhiều thời gian để chia sẻ và học hỏi với những bậc trải nghiệm hay là những chuyên gia tâm lý, rồi tích cực tham gia vào các sinh hoạt hội đoàn, rồi thay đổi không gian sinh hoạt bằng những cái chuyến du lịch dài hạn, hoặc là chúng ta trở về khám phá thiên nhiên. Và tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp chúng ta lấy lại sự cân bằng cảm xúc và hiểu đúng hơn về giá trị của cuộc sống. Ta sẽ thiết lập được một cái nhìn mới và một cái thói quen sống mới. Tất nhiên là năng lượng tình dục sẽ trở lại. Đó là một cái điều tự nhiên thôi. Tuy nhiên là khác với mọi lần là chúng ta đã phát giác nó ngay từ khi nó mới xuất hiện, ngay từ khi nó thúc giục chúng ta trở lại với cái thói quen cũ. Vậy thì chúng ta làm gì đây? Đừng liên tưởng tới bất cứ hình ảnh hay là cái ý niệm thân quen nào để chúng ta cô lập sự lớn mạnh của nó. Và chúng ta cũng đừng ban cho nó một cái cơ hội nào, vì nó sẽ mau chóng đồng nhất toàn bộ con người của ta, rồi nó biến ta trở thành nô lệ của nó. Chỉ cần mỉm cười và tự tin nhìn thẳng vào mặt nó, từ từ chúng ta sẽ nhận ra bản chất thật của nó chỉ đơn thuần là một thứ cảm giác dễ chịu, một cái nguồn năng lượng nó đến từ sự vận hành tự nhiên của cơ thể, hoặc là do kích động bất chợt của ngoại cảnh hay là chính nơi tâm ý. Nó chỉ là một cái thói quen do chúng ta bồi đắp lâu ngày, chứ không phải là một cái điều bắt buộc phải thực hiện. Không thực hiện cũng không sao,
không có mất mát gì cả. Trái lại chúng ta còn giữ được cái tinh lực. Tại vì tinh lực hao tổn thì khí lực và thần lực cũng sẽ hao tổn. Mà tinh khí và thần là ba thứ báu vật làm nên cái năng lượng sống của con người. Thì cũng nói thêm là khí tức là hơi thở, thì nó không chỉ là cái nguồn không khí bên ngoài đi vào mà nó còn là cái nguồn nó có sẵn nằm ở phía dưới rốn của chúng ta, ngay cái chỗ gọi là đan điền hay là đơn điền. Nếu mà chúng ta nói nhiều hay là hát hò nhiều quá đó thì chúng ta sẽ hao tổn khí, hoặc là chúng ta không biết cách theo dõi hơi thở thì cũng sẽ hao tổn khí. Còn thần tức là thần sắc á, nó được làm ra là do chúng ta ngủ nghỉ đúng giờ, ngủ trước 10 giờ tối và thức dậy trước 10 giờ sáng. Ngoài ra thần sắc còn được nuôi dưỡng qua việc chúng ta ít suy nghĩ hay là lo lắng, tâm thần nó luôn được an định. Nói một cách khác, một người mà thần sắc nhợt nhạt hay là suy yếu á, là do họ thức khuya thường xuyên hay là do họ lo lắng quá nhiều. Mà nếu thần tổn á, thì khí và tinh nó cũng tổn. Hay là khí tổn thì tinh và thần đều tổn. Và tinh mà tổn thì hai thứ kia nó cũng sẽ tổn theo. Do đó chúng ta phải ý thức bảo vệ luôn cả ba thứ tinh, khí và thần, thì chúng ta mới có thể sống lâu, ít bệnh tật, đủ năng lực để làm việc và giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Trở lại vấn đề điều phục cái tâm ham muốn của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ cần giữ vững cái khoảng cách giữa người quan sát và kẻ bị quan sát chừng khoảng 15 phút thôi. Tại vì cái bất cứ cảm xúc nào nó cũng sẽ tồn tại không quá 15 phút nếu chúng ta không tiếp sức để mà duy trì hay là nuôi dưỡng nó. Chỉ cần giữ khoảng cách giữa người quan sát và kẻ bị quan sát chừng 15 phút thì năng lượng tình dục sẽ tự động tan biến và nó sẽ chuyển thành một cái nguồn năng lượng khác. Và tính chất của cái nguồn năng lượng mới tốt hay là xấu nó sẽ tùy thuộc vào cái sự dẫn dắt của tâm ý ngay cái thời điểm đó. Và nếu thói quen cũ nó lấn chiếm ưu thế hơn, khiến chúng ta không thể cầm cự thêm nữa, thì hãy mau chóng dùng tới giải pháp chuyển kênh. Chuyển kênh tức là giống như là chuyển kênh truyền hình rồi, đưa tâm ý mình trở về với thiên nhiên liền, hoặc là đi tắm rửa hay là tập thể dục, mình làm một công việc gì đó mình ưa thích, đọc lại những cái trang sách mang tính chất triết lý mà mình tâm đắc nhất, hay là mình nghe một vài bản nhạc, bản hòa tấu nó nhẹ nhàng thanh thoát du dương, hay là mình nghĩ về những cái thành tựu hay là những cái lý tưởng của mình, hoặc là liên tưởng tới một nhân vật đáng kính nào đó. Sở dĩ ý chí của chúng ta nó không đủ mạnh để mà chiến thắng được những cái thói quen có thể là do cái tình trạng thể chất và tinh thần của chúng ta nó đang sa sút. Chúng ta cần phải kiểm tra lại những cái thực phẩm mà chúng ta đang tiêu thụ. Thực phẩm theo cái nghĩa đen lẫn cái nghĩa bóng, tức là cái thực phẩm thuộc về đoàn thực và súc thực. Thực phẩm tiêu thụ bằng miệng, tức là thức ăn chúng ta ăn hàng ngày, và những cái thực phẩm đi qua những cái giác quan như là mắt thấy, tai nghe, thân thể xúc chạm, nó có lành tính và nó có quá mức hay không. Tuy nhiên cái năng lực ý chí nó thường phụ thuộc vào tinh thần hơn là thể chất, cho nên chúng ta phải đặc biệt nhìn lại cái thái độ sống của mình nó có nghiêm túc hay là buông thả trong thời gian gần đây. Ngoài ra chúng ta cũng nên luyện tập thêm phép định tâm, tức là tập trung tâm ý trên một cái đối tượng nào đó ngay trong hiện tại, và tốt nhất là hơi thở. Để làm gì? Để tạo ra sức mạnh, tức là định lực. Nó sẽ hỗ trợ cho việc quan sát, tức là cái ý thức, và cái sự điều phục, tức là cái ý chí của chúng ta được bền bỉ. Và một điều cũng xin nhắc là chúng ta không nên trách giận hay là trừng phạt bản thân, dù đó là những cái lần thất bại. Tại vì ít ra chúng ta cũng đã làm được một cái việc, đó là hoãn lại cơn nghiện cảm giác sung sướng. Không dễ dàng nghe theo những cái tiếng nói thầm thì, thúc giục và cám dỗ bên trong. Và cái kỹ năng này nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nhiều loại cám dỗ
và xử lý mọi tình huống trong cuộc sống lý trí hơn. Chúng ta đừng quên mục đích của chúng ta là luyện tập cho mình cái thói quen tỉnh thức và tự chủ, chứ không phải chúng ta tham gia vào một cái cuộc chiến giữa phe này và phe kia. Cho nên chúng ta phải tập độ lượng và chấp nhận chính mình nhiều hơn. Tuy nhiên càng kiên trì luyện tập, kỹ năng nhận diện và làm chủ cảm xúc của chúng ta sẽ càng được cải thiện. Và đây là cái nền tảng quan trọng để chúng ta vén lên cái bức màn bí ẩn của cảm xúc tình dục. Đó là tạm bợ và không thật, để chúng ta thôi đeo bám, bớt khổ lụy vì nó, nếu chúng ta thật sự muốn điều đó. Và dù chúng ta không phải là một người tu tập hướng tới sự giác ngộ để mà phải chấm dứt hết mọi ham muốn, tức là đoạn dục, nhưng mà nếu chúng ta là người có lý tưởng lớn, muốn có năng lực phi thường để cống hiến cho xã hội, thì chúng ta cũng cần phải học cách bảo quản và tiết kiệm năng lượng tình dục một cách nghiêm ngặt. Tại vì năng lượng tình dục thực ra nó cũng đồng tính chất với năng lượng sáng tạo, đột phá, chịu đựng và hy sinh. Tại vì nó cũng xuất phát từ bản năng sinh tồn, mà bản năng sinh tồn lại chứa đựng bản năng hưởng thụ. Cho nên bớt hưởng thụ thì mới có nhiều cống hiến, bớt hưởng thụ mới có thể đảm nhận được sứ mệnh của nhân tài hay là thiên tài. Đủ cho ngày hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng.